Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim và drop nhận được một đồng token XBRLFT. Một số thông tin về đồng token này. Số tổ công phát hành là 5 triệu nhé. Đã có 1.263 tài khoản order. Đã phát sinh 3.256 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimandrop.net. Đây truy cập website được mình ở phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 20 hướng dẫn trên website này. Một các bạn còn copy con chắc, các bạn có thể sử dụng copy con chắc này đây. Sau đó còn là các bạn quay sang ví Vitamax hoặc ví Chuta Lab của các bạn thêm để chỉ đọc cần vào ví thôi nhé. Ký hiệu là XBYR token 18 XBYR token 18, các bạn nhấp tiếp theo, nhấp tên token. Rồi sau khi đã thêm một cái chế tạo cần và ví, các bạn quay trở lại website claimandrop.net nhé. Thì từ bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận tạo cần. Rồi các bạn nhấp tiếp vào đây, claimandrop. Chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 80 ngày nữa nhé. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn bỏ ra 0.05 BLB mua đồng tạo cần này để hold nhé. Các bạn claim, các bạn nhấp vào nào, tay giúp mình, claim 1XB. Nhấp tiếp theo và nhấp cái lô VIP. Rồi các bạn nhấp tiếp. Nhấp cần lan tiếp nhé. Lại có lô Tiga. Rồi chờ tí mình sẽ cần làm lại. Chỉ còn nghe gián mạng thôi. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimandrop.net nhé, để cập nhật những dự án mới kỹ phần thưởng token mới nhất cho bạn lần sẽ phát sale. Ở đây có nhiều dự án được cập nhật lên hàng ngày, dao động từ ít nhất là một dự án, còn nhiều thì 3-4 dự án nhé. Bạn lưu ý cột bên cái cánh tay phải đây là những cái dự án nào đã drop đặc biệt sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây đăng ký để nhận tham gia để nhận token nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Rồi mình sẽ claim lại. Rồi phí gan là 0.000605 BLB nhé. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn phải làm được một đồng tiền token XBYR. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.